Đồ Dân Thanh Huyền xin được kính chào toàn thể tất cả các bác đến với kênh YouTube Đồ Dân Thanh Huyền. Chúng ta vừa nghe thấy cái tiếng chuông báo của một cái em bình thủy siêu VIP đến từ thương hiệu Tiger các bác nhé. Chuông báo khi bình đã đun chín nước đạt được 100 độ C các bác này. Đấy là cái ưu điểm thứ nhất là có chuông báo khi đun sôi chín nước. Ưu điểm thứ hai chúng ta thấy rằng ngay một cái màu sắc rất là bắt mắt là cái vạch chia nước nó lên đèn này, là ưu điểm thứ hai. Và ưu điểm thứ ba nữa Đồ Dân Thanh Huyền muốn giới thiệu tới cho các bác một cái em VIP này. Ưu điểm thứ ba là chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ ấn mở khóa đây, lấy nước ra. Và gì ạ? Bình đã đếm cái số ml nước ra các bác nhá. Đấy. Của mỗi lần chúng ta lấy là chúng ta dừng đấy là 210 ml và chúng ta vừa lấy ra được từ đây là 210 ml. Cực kỳ tiện lợi cho bác nào và dùng để pha sữa cho các con. Đấy là ưu điểm thứ ba. Đúng không ạ? Và ưu điểm thứ tư là gì ạ? Em này có công nghệ VE. Công nghệ VE là công nghệ như thế nào? À, nó là cái công nghệ cách nhiệt chân không. Cách nhiệt trên không này thì nó sẽ giữ nhiệt rất là lâu, xung quanh bình rất là mát các bác nhé, cực kỳ mát, không hề bị tản nhiệt gì hết. Đây là siêu siêu tiết kiệm điện, đúng không? Đó, và cái kiểu dáng của em nó thì rất là độc đáo vì đây là cái dòng VIP này. Đó. Và thêm nữa là em nó có tận 5 chế độ ủ cho chúng ta lựa chọn. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn ủ đây 98 độ C, 90 độ C, hay 80 độ C, hay là 70 độ C. Ngoài ra có chế độ không ủ đây nữa. Đó, thì chúng ta tắt cái ủ nóng đi thì bình sẽ từ từ về cái chế độ, về cái nhiệt độ hiện tại ngoài trời của Việt Nam mình. Cực kỳ hay đúng không ạ? Hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng, cái phần đun lại đây. Đun lại sẽ cảnh báo đây cho các bác. Hoặc là ủ đây. Ở đây nữa thì về ủ đây. Đây là những cái ưu điểm của em nó. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra về ngoại hình ở bên ngoài của em nó các bác nhé. Và em này giá chỉ với là 1.700.000 đồng cho các bác thôi. Luôn luôn ưu tiên bác nào chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc các bác nhé. Vâng, ngoại hình của em nó đây các bác nhé. Đó, màu đen đằng trước và xung quanh là màu trắng luôn này. Công suất 700W và made in Japan luôn. Dòng VIP thì sản xuất tại Nhật Bản luôn các bác nhé. Em này đời 2014. Đó, công nghệ VE. Giờ chúng và bác nào đã ưng ý em nó thì hãy liên hệ ngay Đồ Dân Thanh Huyền theo số điện thoại góc phải màn hình chúng ta đang thấy 0936811346 để có thể dinh em nó về xài Tết giáp thìn này các bác nhé. Xong đây. Và luôn ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc. Có một cái vết nứt nhẹ đây này. Lòng thì đẹp mê ly miễn chê rồi. Không hề có bị bong chóc chảy gì hết. Còn nguyên cái cặn chặn lọc kia.